là Dung. Hiện tại bây giờ mình đang kinh doanh ngành mỹ phẩm, và hôm nay mình đến với cái trường học pha chế Phụ Wow á, thì mình đăng ký cái khóa học là tổng hợp. Thì mình cũng có tìm hiểu sơ về cái trường của trường Wow rồi, nhưng mà cái này là sự đam mê của mình cũng muốn pha chế đồ này kia nọ, trước mắt là cho bản thân, và sau này mình muốn kiếm tìm một mặt bằng để kinh doanh thêm, thì ngày hôm nay mình có mặt lại đây. Còn đâu, em xin chào tất cả mọi người, em tên Mắc. Em hiện tại là vừa bắt đầu bước chân vào ngành kinh doanh đồ uống, và em muốn tìm hiểu sâu hơn về cái ngành đồ uống này, nên em muốn đăng ký lớp học ở đây để em học thêm nhiều kiến thức về đồ uống hơn, và mục đích bây giờ là mở rộng kinh doanh, và sau này có thể tiến tới là tìm hiểu sâu hẳn về ngành đồ uống luôn. Sẽ trở thành gọi là giống như người ta bảo là giảng viên chuyên gia, không chuyên gia về ngành đồ uống. Ok. Quá tuyệt vời, còn gì nữa? Còn Thanh, còn cái gì? Thanh thì trước giờ Thanh làm bên ngành nội thất, nhưng mà bây giờ Thanh có ổn định rồi, và Thanh muốn tìm lại cái đam mê trước giờ của mình là pha chế, nên Thanh tìm đến học viện này để học kiến thức tổng quát, cũng như là biết cách làm những cái món uống trên thị trường hiện nay. Nói chung là tìm đến trung tâm này là một sự quyết định khởi động của tụi mình, đúng không? Khởi động. Cuộc sống thì ai cũng có nghề tay phải cả, cái nghề tay trái là nghề của mình đi. Nói chung là đam mê về cà phê, và ngày hôm nay mình có mặt tại đây đi. Nói chung là có mặt ở đây là do cùng chung đam mê. Đúng rồi. Vì mình xuất hiện sở thích. Sao mà chị biết trung tâm này? Trung tâm này tại vì mình lên mạng. Nói chung là tại vì không phải lên mạng, mà tại vì khi mà mình muốn tìm hiểu cái ngành pha chế thì có tham khảo bạn bè đi làm, thì có tham khảo bạn bè hỏi cái trung tâm nào mà dạy mà cảm thấy ok, mà giống như mình tiếp xúc được những cái thị trường mới hiện tại bây giờ, hiện đại bây giờ 4.0 á. Thì bạn bè cũng chia sẻ nhiều cái trung tâm đó, Á Âu hay Việt Mỹ này kia nọ. Thì có một người bạn thì cũng giới thiệu kêu không, bây giờ cái trung tâm mà Wow á, là hiện tại đang cập nhật những cái thị trường mới và những cái thức uống đồ mới á. Thì xuống đó tìm hiểu thì mình có xuống trải nghiệm, thì có điện cho học viên, cho xuống trung tâm thì cũng có được tư vấn và được hỗ trợ này kia nọ, thì xuống trực tiếp luôn. Xuống trực tiếp luôn và nói chuyện xong rồi cô bé nói là trải nghiệm dạy đó xong rồi ok, đó học phí vậy thôi, đặt cọc. Em cũng như chị Dung thôi, thì em cũng nói chung là tìm hiểu về ngành pha chế, và em muốn tìm đến một gọi là một trung tâm hay là một người thầy nào đấy tin tưởng để mình đi theo học này và tìm hiểu sâu hơn về nó. Thì em cũng tìm search trên mạng, cũng có rất nhiều các trung tâm để đào tạo với ngành nghề, nhưng mà sau khi một thời gian em quyết định một lựa chọn đấy, thì em cũng chọn trung tâm này, tại vì em thấy trung tâm này nói chung là đào tạo đấy, học sinh hợp lý, số lượng học viên ít, mỗi lớp chỉ có từ 3 đến 5 người, và chất lượng đào tạo tốt, nói chung mình được thực hành nhiều đấy, và máy móc các thứ hiện đại, công thức thì luôn luôn cập nhật theo công thức mới cho giới trẻ anh em, nên em quyết định chọn trung tâm này là nơi để mình học tập và ấy. Ok, nói chung là khi mình đến cái trung tâm này á, thì thực sự có một điều tuyệt vời thế này nè, khi mình vô mình gặp thầy ấy, thầy sang, nói chung thầy cũng rất là cởi mở, nhiệt tình, nói chung là thân thiện với tất cả học viên, nói chung mình trao đổi cách nhiệt tình. Cái ngày đầu tiên vô ấy, thì nói chung là khi bước chân vô cái phòng á, thì mình cảm thấy là mình cảm nhận là học viên với nhau tự nhiên có một cái sự có duyên đi, người ta gọi là cái duyên á, nó tạo một cái gì đó gọi là thân thiện giữa thầy trò với nhau, giữa học viên với nhau, tự nhiên cảm thấy nó thân thiện, và tự nhiên mình tìm cái tiếng nói chung với nhau trong cái lớp này, thì mình cảm thấy rất là ok, đúng không Thanh? Thanh công nhận điều đó không? Khi mình mới bước vô thì mình cảm thấy là ok, đúng không? Tự nhiên cảm thấy là nó vui. Đấy, Thanh cho ấy số ý kiến đi. Không khí gia đình. Đúng rồi, nó tạo một không khí rất là thoải mái để mình học, mình tiếp thu nhanh, vừa kiến thức là vừa thực tập như vừa thực hành luôn, đúng không? Thì mình thấy cũng ok, nói chung mình chọn được cái trung tâm uy tín, và ở trong đó có một cái điều tuyệt vời là có một người thầy, nói chung người thầy dẫn dắt thì nói chung là thầy nhiệt tình, nhiệt huyết, và thầy đưa ra những cái ý tưởng hay và tạo cho mình một cái gì đó mình cảm thấy có một cái nền tảng để mình thêm đam mê cái bên cái ngành pha chế này, đúng không? Chứ thật sự khi đấy một cái trung tâm khác, ví dụ như thầy đó là cũng cái ngành nghề cũng lành, cũng nói vậy thôi, cũng dạy vậy thôi, cũng và kiến thức cũng thực hành thôi, nhưng mà tự nhiên mình đến với một cái trung tâm mà gặp người thầy á, người ta truyền cái lửa, truyền cái nhiệt huyết cho mình, tự nhiên mình cảm thấy là mình sẽ là muốn hứng thú vào trong cái ngành nghề này, thật sự là như vậy, đúng không Thanh? Dạ, em đi học thì em thấy rất là vui. Ok. Học ở đây thứ nhất là vui, thứ hai là thầy thì nhiệt tình, mà học viên trong lớp thì sôi nổi, cùng nhau bàn luận về tất cả những vấn đề. Khi thầy đặt ra vấn đề ra thì cả lớp cùng sôi nổi bàn luận các vấn đề đấy, tìm hiểu sâu hơn về những cái thứ mà mình chưa được biết, bắt đầu được học. Mà một điều tuyệt vời thế này nè, thì Thanh thấy là cái trung tâm Wow này như thế nào, thật sự là như vậy? Dạ. Theo Thanh nhận xét như thế nào? Trước khi đến đây thì em cũng có đi qua vài trung tâm khác,
từ những cái trung tâm ở quận nhất và những cái trung tâm ở quận Bình Thạnh, họ đều có cái thế mạnh về cái kinh nghiệm và cái quảng cáo thương hiệu mạnh hơn ở trung tâm này. Nhưng khi em đến với trung tâm này thì bước chân đầu tiên được các bạn ở nhân viên phía dưới tiếp đón rất là nhiệt tình, niềm nở và tư vấn tận tình. Rồi khi em quyết định em đăng ký học ở đây thì em thấy cho đến bây giờ vẫn là lựa chọn quyết định đúng đắn. Nói chung khi mình mới bắt đầu mình đi lên á, mình để mình gặp một cái lớp á, thì nói chung là cũng tự nhiên tạo cho mình một cái không khí vui vẻ, đúng không? Dạ. Tự nhiên mình khi mà công việc của mình là nghề tay phải rồi mình đi làm, nhưng khi đến cái giờ mình đi học á, mình cảm thấy là nó thoải mái, giống như là học viên nó thân thiện với nhau, nó tạo một cái gì đó thoải mái để mình có thể cảm thấy không mệt mỏi, đúng không? Ở đó là có một cái điều tuyệt vời là sự cái duyên, cái gì đến với con người mình gặp được với nhau điều tuyệt vời. Đúng. Nói chung là đến với trung tâm là sự may mắn, cộng gặp với nhau là mình chia sẻ với nhau là ok. Đúng rồi. Đúng không anh? Thật sự là quyết định đến trung tâm này học là một quyết định đúng đắn và chính xác. Tại vì sau khi trải nghiệm đây, em càng trải nghiệm càng thấy là học ở trung tâm này rất tốt và bổ ích. Tại những kiến thức cơ bản nhất cho cơ bản pha chế và có những cái vấn đề về pha chế, những các món mới, vâng. Thành công nhận món mới, luôn được cập nhật, kể lắm công thức chưa có trong menu dạy học nhưng mà thầy biết, thầy vẫn dạy thêm học sinh về những cái công thức mới trong thị trường bây giờ. Nói chung là trong cái pha chế nhau thì thầy trò trao đổi nhau rất là hiền hiếp. Nói chung thầy nói chung là tạo không khí vui vẻ cho học viên mình là thoải mái thực hành đi. Nói chung là không có một không gian nào mà để mà từ khi mà vô học 1:30 đến bây giờ 4:30 ra về thì không có lúc nào mà cái thời gian nó bị sao lãng đi, để mà cái thời gian nó trôi vô ích. Thì lúc nào tụi mình cũng đẩy nói chung nó đi vào cái nó hút cho tụi mình để tụi mình thực hành nè, rồi tụi mình trao đổi với nhau về kiến thức này, rất là ok. Thật sự là bên ngoài thì nghĩ là đây là lớp học thầy trò, như thực chất trong cái lớp học ấy là những người bạn cùng trao đổi về kiến thức ngành pha chế với nhau. Đúng. Chứ không phải là do thầy truyền đạt kiến thức nữa. Mà tất cả những ai có ý kiến thì tất cả đều góp ý kiến và cùng tham gia sửa chữa hay là thêm vào công thức đó, bất kỳ một ý kiến nào. Đúng rồi. Thì gọi là buổi trao đổi chứ không phải là gọi là một lớp học nữa. Em thấy là tất cả đều tuyệt vời. Nói chung là khi mình học xong cái khóa này, cái khóa tổng hợp này thì mình có thể tự tin về mở quán Thanh Nhật. Yeah. Đúng không? Ồ, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn như chị. Chắc chắn. Nói chung là mình tự tin là được rồi. Còn vấn đề khi mình mở ra, mình thành công hay là không thành công, cái đó là tùy cái duyên nữa. Đúng rồi. Duyên trong mỗi người buôn bán, đúng không? Chứ còn thực sự cũng không vì ai. Ngày hôm nay gặp được như vậy là rất là vui. Thì nói chung là sau quá trình học tập thì mình thấy là ok đấy. Bạn bè rồi thầy giáo trường lớp thấy nói chung một cái đi vào tuyệt vời, để mà học viên mình có thể tự tin để mà đến đây học thì mình thấy là vui. Riêng mấy bạn sau chứ mình cảm thấy là ok được nha. Vui anh Hoàng. Tuyệt vời.